Hôm nay mình có shop mình nó có shop mình về rất nhiều card sao nha. Chủ yếu là cái dòng SP 0880, nó là ít file, ít chìm ha. Con này thì rất là phổ biến. Con này rất là phổ biến và rất được nhiều người mua. Thứ nhất là giá thành của nó vừa phải. Nghe nhạc cũng hay, coi phim cũng hay. Nói chung là nó là đa dụng, dễ tìm nữa. Một số model khác thì có thể VIP hơn, nhưng mà giá nó cũng cao hơn ha, cũng khó tiếp cận người dùng. Thì cái con này nó có, thường là mình về là hàng này là hàng theo máy Mỹ về nha, nó như mới á. Thì cái hàng này đóng máy Mỹ về, đặc biệt là nó như mới vậy đó. Có nhiều cây như mới luôn, thậm chí có những cái cây, cái bát sắt này chưa có dấu ốc vặn luôn nè. Thì để mình nói tại sao cái cây này nó có những cái loại mà nó có dấu ốc vặn, có những cái cây mà nó không có dấu ốc vặn luôn là sao ha. Thì đây như là những cái con này ha, là từ trong máy đeo gỡ ra ha. Thì cái máy đeo á, cái BCI của nó xài á, là nó xài cái chân bấm để nó giữ cái miếng phe này ha, nên là nó không có cái dấu xiết ốc vô. Thì khi mà cắm cái cạc vô thì mình đè cái miếng nhựa đó, miếng nhựa nó nhấn vô đây, nó giữ cái này. Thì bởi vì những cái dòng đó thì nó sẽ không có cái dấu ốc nằm ở trên cái này, chứ không phải là những cái cây này là chưa xài nha. Tất cả đều qua sử dụng rồi, nhưng mà cái không khí bên nước ngoài thì nó lạnh, nó khô, nên là cái lớp bụi nó bám đây, chỉ cần phủi nhẹ là nó ra. Hoặc là có những cái máy người ta để lưu kho, hay là người ta làm trong những cái phòng lạnh nó sạch, không khí nó tốt, thì nó sẽ không có bám bụi luôn như thế này ha. Rất là mới luôn, còn thơm mùi luôn, thơm phức luôn, mùi linh kiện luôn. Rồi một cái nữa đó là cái cây này nè, thì có rất nhiều người bán, người ta tân bốc lên, người ta nói là bản của người ta là bản retail, không phải lo em trong máy, thì nghe chất lượng hay hơn. Thì cái đó thì shop mình nói là sai nha, chắc chắn 100% luôn. Cái đó là người ta tân bốc người ta lên để người ta bán giá cao hơn cái shop A, shop B để cho dễ bán thôi, chứ thực ra là không phải như vậy. Đây là shop mình có 3 cây ha. Đây, mình sắp sẵn 3 cây ha. 3 cây này ha. Mọi người thử xem ha. Cái linh kiện trên cái ba cây này là không có gì khác nhau hết ha. Không có gì khác nhau hết, từ hàng tụ, từ những cái con số trên những cái ngõ ra này ha. Những cái con số, những cái con linh kiện đây ra, rồi kể cả tên chip RAM là nó là cùng một thứ hết. Và những cái vị trí đây, những cái chỗ thiếu, chỗ đủ là nó đầy đủ hết, nó không có thêm một cái gì hết. Thì cái phiên bản này tại sao nó không có cái logo chữ X-File trên đây? Thì nhiều người mua là người ta không biết, người ta nói là mình lột ra, hoặc là cái cây này không phải X-File là sai. Đó là người ta không hiểu thôi. Đây, cái cây này là từ trong máy HP tháo ra. Thì đặc điểm của thằng HP làm là không bao giờ nó dán cái tem lên đây. Có thể là HP là nó không có muốn là cái chữ X-File nằm ở trên đây, là do là người ta muốn bán máy, bán đồ của HP, hoặc là người ta tiết kiệm chi phí thì người ta sẽ không có dán cái tem trên đây. Đây, rồi đặc biệt là mặt sau lưng nhìn là biết liền. Đây nó có cái mã là SB ha, SB dấu thăng DG. Đó, thì cái con này là trong máy HP rút ra nha, thì nó có một cái tem như vậy, có tem SB dấu thăng. Rồi. Tiếp theo là con này là hàng retail. Đó, hàng retail thì cái tem nó đây. Cái tem nó đây, nó chỉ có một cái tem duy nhất sau lưng này thôi. Thì đây là hàng retail ha. Hàng này là bán lẻ ha, nhà sản xuất người ta bán lẻ luôn, người ta bán lẻ cho người dùng. Đôi khi người ta sẽ bán cung cấp cho bên đeo hoặc HP luôn. Thì những cái cây như vậy thì rút ra có lúc nằm trong máy đeo, có lúc nằm máy HP. Còn cái cây này thì chỉ có trong máy HP thôi nha. Thứ nhất là không có tem trên chip, và trên lưng của nó lúc nào cũng có tem bạc SP hết. Và đây là con đeo thì nó có cái tem này ở trên đây, và sau lưng của nó có cái tem, có cái mã vạch vuông như vậy ha. Đeo BN, đeo part number 0F333G. Thì cái lưng này
cái lưng cái bạc này là của đeo, trong máy đeo rút ra. Đấy. Thì tất cả những cái dòng cạc này ở shop mình bán là đeo là như nhau, chất lượng âm thanh là như nhau và mình đã thử rồi, không có gì là khác nhau. Nếu mà ai không tin thì có thể mua về nghe thử hoặc là search trên shop ha. Còn những cái shop khác bán thì người ta bán cao hơn, bán mắc hơn gì đó, thì người ta muốn nâng bi sản phẩm của mình thì người ta nói là hay hơn để người ta chê bai những cái shop khác bán đó. Nhưng mà chính người ta cũng không biết là tại sao cái cây cạc này nó lại không có cái tem trên lưng, hoặc là làm sao để phân biệt hàng đeo, hàng HB, hàng retail thị trường, người ta cũng không biết đâu ha. Cái đó là sự thật luôn, người ta chỉ tự tân bốc người ta để người ta bán thôi. Và nhiều người khách đó, người ta sẽ không biết, người ta tin vào điều đó, nhưng mà cái đó là sai lầm nha, cái đó là sai lầm, shop mình khẳng định là như vậy luôn ha. Rồi vậy thôi, mình muốn nói vậy thôi. Và cái cây cạc này là có hai cổng optical, một cổng in, một cổng out. Thì cái cây cạc này khi sử dụng thì cái cổng out ra lúc nào cũng đèn đỏ nha, nó out ra sẵn. Còn cổng in thì nó không có, cổng in là để nó thu cái đèn đỏ thôi. Ví dụ cái dây này ra thì lúc nào cũng có đèn đỏ, vào thì không có. Cây này là support âm thanh 5.1, thì âm 5.1 thì chỉnh trong win, thì sau khi vô control manager thì control panel thì chỉnh ở trong đó là có cái mục sound audio gì đó, thì vô đó chỉnh xong retard lại máy nha. Có một số thì không cần phải retard, mà có một số là phải retard lại nha. Và nó hỗ trợ Win 7, Win 8, Win 10, đầy đủ reverb 32, xong từ bit hết. Khe cắm bị xe một ít, chỉ cần main có khe này là cắm được, thậm chí những cái khe 16x cắm vào vẫn được ha. Cắm của cái phần đầu của cái khe 16x thôi là một ít thì vẫn xài được. Nhưng mà như là main Gigabyte thì nó cái khe 16x nó hay tranh chấp với lại cái khe 16x phụ, nó hay tranh chấp với lại cái ID với lại cái khe Vega. Nên nó là nhiều lúc nó boot vô không được, nó cứ đờ đó ha. Mình tắt đi, mình giật cạc này ra thì nó boot vô được, thì nó là tranh chấp. Thì muốn mà tắt cái tranh chấp đó đi là cũng tùy main. Có main thì mình vô BIOS nó mình chỉnh được, là mình set là single card, hoặc là first boot BCE1, BCE16X1, thì nó sẽ tự hiểu và nó boot là đích danh là khe đó lên để lấy tín hiệu Vega ra, lấy tín hiệu màn hình ra. Còn khe 2 là mình muốn làm gì thì mình sử dụng ha. Những cái main khác thì cũng tương đương như vậy. Rồi, ok. Chào mọi người.